Lô. Hello. Hello mọi người. Hello mọi người. Chào mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Ok. Nay sao mở nhà sùm phải nhỉ? Ở đây là tiệm lotion. Này bán lotion. You saw how we raise our kids. They're bán đồ ăn. Kiếm à. Tiệm kiếm. Sun plastic, sun plastic, kính mát. Ở đây bán kem, tiệm kem, mà thôi không ăn kem đâu, không ăn kem. Đây là cái gì? Victoria, Victoria Secret. Một dọc, đi một dọc trong mall này coi có cái gì lạ. Ở chỗ này bán đồ chơi. Đồ chơi, có chơi đồ chơi đúng không? Xe. Chơi đi. Cái này là tiệm đó Aslan. Cái này là bowling. Đó cái hình bowling. Okay, vô đây thử. Bây giờ xuống hầm vô gọi là vô chơi vô tiệm chơi bowling. Ok nó vô này vắng thế nhỉ, đến giờ giờ này đến giờ mà bạn 4 giờ chiều đó. Đây là đó, đây là cái bar, cái quầy bar để ăn uống ở đây. Chưa bị xa, ta đang chưa bị già, già chắc. Này game. Đó, game. Thấy.
hai ông bà già đang chơi. Không. Ông bà già đang chơi bi da. Ngầu không? Đó, trên này là người ta đang chơi bowling. Nè, đó này cái game, game điện tử, game. Đá banh. Shoot and score with connect four moves. Four in a row. You're on fire. Mình lắc cái này nè. Mình đang lắc cái này. Defend and dominate. Cái này nó sẽ quay. Bên này. Mình lắc cái này. Cái này nó sẽ quay. À, mình kéo. Ồ, cái này bóng rổ. Out of order. Bị hư rồi. À, cái này chơi bóng rổ. Đó, bỏ tiền để chơi trúng rổ. Đi coi cần mua đây. Mua thẻ chơi bao nhiêu tiền. Một thẻ chơi bao nhiêu tiền. Thử mua một thẻ chơi còn sao. Ok. Mà thử thẻ ra nó múc. Để dành múc vô để chơi tiếp. Thẻ bao nhiêu tiền. Đây cát nè. Ok. Ok, one egg. 5 đồng. 5 đồng là 5 đồng. Năm đồng chơi thử coi mốt vô đi mua tiếp. 5 đồng, 5 đồng chơi. Để tắt máy để mua. Giờ mình tắt máy để mình mua.